Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cái cuốn lịch vạn niên. Từ rất nhiều năm trước đây người ta đã in ra một cái cuốn lịch như thế này. Ngoài lịch ra nó còn cho ta rất nhiều các cái kiến thức về âm dương ngũ hành. Nó cho ta tất tần tật về cái kiến thức về lịch, kiến thức về âm dương ngũ hành. Và cho ta một số các cái thuật xem ngày, dựa vào ngũ hành mà dựa vào tiết khí. Tôi giới thiệu sơ qua cái cuốn này và quay nhanh nhanh để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo xem trong cái cuốn lịch này nó cho ta những cái điều gì. Cái này nó có 150 năm về lịch. Cái này nó dài hơn 1.000 trang. Ngoài lịch ra nó còn cho ta các cái thuật xem ngày và các cái cách tính ngày giờ hoàng đạo, rồi các cái tính ngũ hành nạp âm để cho nó hợp hay nó xung nó khắc thì nó sẽ sinh ra nó như thế nào. Ví dụ như ở đây nó có một cái bài nói về tương quan của ngũ hành giữa can và chi. Nếu như ngũ hành của can mà sinh ra ngũ hành của chi thì được gọi là ngày bảo, nó là một ngày rất tốt. Và ngũ hành của chi sinh ra ngũ hành của can thì được gọi là ngày nghĩa, thì là cái ngày tốt thứ hai. Còn cái ngày chuyên, ngày chế, ngày phạt là những ngày không tốt, có nghĩa là can chi đồng hành thì gọi là ngày chuyên, mà can khắc chi thì được gọi là ngày chế, và chi khắc can được gọi là ngày phạt. Đây là một cái bảng lập thành các cái ngày tốt xấu, tức là ngày bảo, ngày nghĩa, ngày chuyên, ngày chế, ngày phạt. Trong cuốn sách này người ta giải thích cho ta rất là cặn kẽ về các cái ngũ hành tương sinh tương khắc, khi nó kết hợp với nhau nó nạp âm nó sẽ như thế nào. Đây là cái bài ngày xung với tuổi. Theo quan niệm của người phương Đông xưa, ví dụ như là chi ngày xung với chi tuổi, can ngày khắc với can tuổi, gọi là thiên phá địa xung.
Tức là người ta hướng dẫn cho ta các cái kiến thức cơ bản về cái việc xem ngày. Đây là cái bảng lập thành ngày xung với tuổi. Ví dụ như ngày Giáp Tý nó sẽ khắc với Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ và Giáp Ngọ. Mà đây là một cái bảng người ta lập sẵn rồi. Đây là cái bảng mà tìm can của tháng riêng theo từng năm. Ví dụ như năm Giáp Kỷ thì tháng riêng nó sẽ là Bính Dần. Năm Ất Canh thì tháng riêng nó sẽ là Mậu Dần. Đây là cái bài mà dùng can chi gán cho giờ. Ví dụ như ngày Giáp Kỷ thì giờ Tý nó sẽ là Giáp Tý. Đây là cái bài nói về thập nhị trực, tức là 12 trực và ý nghĩa tốt xấu. Mà đây là cái bài nhị thập bát tú, tức là 28 sao. Đây là một cái cuốn lịch vạn niên, nhưng mà nó cho ta rất nhiều kiến thức. Đây là cái bảng lập thành 28 sao và thời tiết 4 mùa. Tức là ví dụ như mùa xuân, ngày nào mà có sao giác thì sẽ là đêm mưa ngày nắng. Ngày nào mà có sao cang thì là gió rất to. Đây là cái bảng xem thời tiết ứng với 28 sao trong nhị thập bát tú. Đây là cái bảng lập thành 7 nguyên và 28 tú phối ngày. Đây là cái bài mà 28 sao quản năm, tức là mỗi một năm có một sao nó quản, tức là nhị thập bát tú quản năm. Đây là cái bài nói về sao cửu tinh, tức là nhất bạch nhị hắc gì đấy, nó quán năm, quán tháng, quán ngày và quán giờ. Đây là cái bài nói về cái dịch chuyển của
của 9 sao. Nó bay theo cái đồ hình cửu lương tinh, tức là nó bay trên cái đồ hình hậu thiên bát quái. Ở đây người ta cho ta các đồ hình bay nghịch và bay thuận. Đây là một cái đồ hình của cửu lương tinh. Đây là cái bài ca quyết gọi là để khởi các sao, ví dụ thượng nguyên giáp tý nhất bạch khởi, tức là theo từng năm sao nào nó đóng, nó quản năm trong 9 sao. Đây là cái bảng cửu lương tinh, tức là cửu tinh trực năm trong tam nguyên, tức là trong 180 năm. Đây là cái bài nói về cửu tinh nó quản tháng. Tức là trong cái cuốn này nó cho ta biết đến cái sao cửu tinh nó quản đến giờ, ngày, tháng, năm. Đây là cửu tinh quản ngày. Đây là một cái bảng lập sẵn. Cửu tinh quán giờ. Đây là cái cách khởi, gọi là để ta tính cửu tinh nó quản giờ. Đây là cách tính. Đây là cái bài nói về cửu khí của nam và nữ. Đây là đến cái phần lịch. Ví dụ như cái năm này là sao tứ lục nó trực năm. Cửu khí của nam nó là tứ lục. Và của nữ nó là nhị hắc. Cung phi của nam thì nó là tốn. Mà cung phi của nữ thì nó là khôn. Và đây là cái phần lịch. Lịch thì người ta sẽ cho ta biết thiên can địa chi của ngày, và ngày đó là ngày phạt hay ngày chuyên, ngày bảo, ngày nghỉa. Và cái trực là nó là cái thuộc cái trực nào, ví dụ như trực khai, trực bế, trực kiến. Và 28 sao quản ngày, tức là lần lượt từng sao. Ví dụ như sao lâu, sao vị, sao mão, sao tất, sao chỉ, sao sâm, nó quản ở ngày nào. Và sao trong cửu tinh nó đóng ở ngày, ví dụ như nhị hắc,
hay là tam bích hay là tứ lục, nó đóng ngày, nó quản ngày, tức là gọi là cửu tinh quản ngày. Và nó cho ta biết là can của giờ tí trong cái ngày đó, tức là nó cho ta rất nhiều các cái kiến thức để cho ta áp dụng vào cái thuật xem ngày. Có ngày âm và ngày dương. Đấy, ví dụ như ngày mùng 1 tháng 3 là ngày âm lịch, là ngày Quý Sửu, là ngày phạt. Ngày phạt nó là một ngày xấu. Ngũ hành nạp âm của nó là hành mộc, và nó hung kỵ với cái tuổi là Đinh Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi, và nó là ngày trực khai. Và sao Lâu nó quản, và sao Nghị, Nhị Hắc nó quản. Và cái can giờ tí của ngày hôm đó là Nhâm Tí. Tôi giới thiệu sơ qua về cái cuốn lịch này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.